có ba con nghệ đúng không anh? Bốn con. Bốn con nghệ. Trứng chiên. Hành. Một tí muối và một tí tiêu. Ở đây không có đủ chỗ để mình để cho nên mình chỉ nói vậy thôi. Giờ mình bỏ cho mình biết cảm giác ngon không, nóng mũi luôn. Còn giận giận nữa không? Nhất tết mà còn giận giận nữa. Ăn em má, ba ngủ rồi. Không kêu để cho ba dậy ba ăn sao? Chút nữa con ăn sao? Ăn trước em. Má xịt chút xì dầu vô. Cháu ngon. Anh Vũ không ăn mà nách nó giận giật sao? Anh này ướt quá, rảnh quá. Nước tương nó ngon không anh? Xanh ghiền nước tương nó gì? Hồi nãy rửa mà con thấy ba lấy cái tô ập lại, con hỏi ba để lại ăn nữa, ba gật gật đầu. Yeah.
ngồi trên banh nữa. Đây là hình ảnh ba đang ngồi canh dầu. Ba đang ngồi canh dầu, bơm dầu vô để chuẩn bị đi đi. Ủa sao bán bơm vô? Thì bơm rồi đó. Đi, bơm này. Đi đánh tôm. Ủa bơm sao con đâu thấy ba thọc vô đâu? Bên đây nè, lỗ này nè. Lỗ bên đó, còn lỗ bên đó để làm gì? Bên này e hơi á. À bên này hơi để nó ra, mà ba có thấy nó tràn không? Thì chừng thấy nó tràn thì, mình thấy hả? Thì bây giờ mình phải soi cờ sờ trang này. Vậy hả? Ừ. Hay không? Lấy cái hộp kê lên, giờ ngồi đó canh nó. Hay, đó, đang ngồi bơm. Bơm để đi đánh. Bây giờ đang chờ người ta tới để người ta lấy tôm ra. Rinh xuống gì hết á, tới cái thùng để sẵn đó.
mình tới mình chỉ ngồi ngay cái giữa mình chờ thôi. Đây là ông chủ đem tôm. Đây là ông chủ đem tôm này. Với nhau chủ dừa đó. Rồi cái beo xong xuống đây là nó tồn đá luôn. Nó vừa tôm rớt xuống là vừa đá rớt xuống, nó rất là nhanh. Đây cái máy nó tự động. Cái máy này nó tự động luôn. Và như nó đếm số mình nó được bao nhiêu ký. Nó tự nhảy luôn á. Rớt xuống đây rồi bắt đầu nó chạy lên đó. Rồi đây là cái chân đó, xuống đó là cái chân đó. Rồi đến đây là nó đếm, bao nhiêu nó đếm, rồi bao nhiêu đếm, bao nhiêu tạ, bao nhiêu tấn, đếm số cho mình bao nhiêu nó từ từ đông. Đây là bốn hầm ở đây. Bia. Ok, 3 điểm rồi. Ok. Đây. Quay xuống cho. Giờ hút lên.
hút lên hầm bên đây là nó sẽ bị lắc nghiêng cái con tàu qua, cho nên mình không được hút qua cái này nữa, mình phải hút qua cái này luôn, hút hai cái người bì trước, xong rồi hút vô trong chính hai cái chính giữa này sao. Trời ơi, ướt áo luôn nè, cực khổ không đó, đi làm tôm đó, ai nói đi làm tôm sung sướng. Sung sướng đâu, râu mọc ra dài, không có thời gian để xếp luôn. Đó, phải cột tóc lên nè, cho gọn gàng để làm tôm khỏi tóc bay. Rồi á, áo quần thì ướt luôn, ướt như con chuột lột, thấy khổ cực không? Đó, râu ra nè, râu ri đậm rạp luôn, tội nghiệp. Ai nói sung sướng đâu, đó, nhìn cái thân hình nè, tả tơi luôn. Làm tôm khổ cực không? Quá cực khổ luôn. Bình thường ở nhà người ta là dân tri thức đi học với lại bắn game không mà mãi giờ coi nè, quần áo lấm lem bùm xình nè, tội nghiệp không? Quá tội luôn á. Tội nhất là mua trời nữa nè, bây giờ cũng tội nữa nè, bây giờ thức cả ngày cả đêm à, thức canh giỏi lắm á, bây giờ là giỏi nhất nhà luôn á. Mới chơi giỏi nhất nhà hay chú Dũng giỏi nhất nhà hả? Bây giờ là tới giai đoạn bơm đá vào để chuẩn bị cho chuyến tàu lần sau.